Chi tiết sốc vụ ám sát Tổng thống Haiti, nạn nhân chết thảm dưới 12 phát đạn, vệ sĩ xung quanh không một vết thương. Theo kết quả điều tra, Tổng thống Jovenel Moïse, 53 tuổi, tử vong sau khi trúng 12 phát đạn từ nhóm sát thủ đột nhập vào tư gia của ông. Ông Moïse bị bắn trúng một phát đạn vào mỗi vị trí tay trái, tay phải, chân trái và mặt, trong khi vùng bụng của ông bị trúng nhiều phát đạn. Đáng chú ý, các nhân viên an ninh bảo vệ xung quanh Tổng thống trong thời điểm xảy ra vụ tấn công đều không bị thương. Nhóm hung thủ sử dụng đạn 5,56mm và 9mm. Theo trang tin Journal 7 của Haiti, đệ nhất phu nhân Martine Moïse cũng trúng đạn trong vụ ám sát ngày 7 tháng 7 và bị thương nặng. Bà đã được đưa tới Miami, Mỹ để chữa trị. Thông cáo của Thủ tướng lâm thời Haiti Claude Joseph nói rằng một nhóm người chưa được xác định lai lịch đã tập kích nhà riêng của ông Moïse vào khoảng 1 giờ sáng ngày 7 tháng 7 theo giờ địa phương. Ông tuyên bố cảnh sát và lực lượng vũ trang Haiti đã triển khai tất cả biện pháp nhằm bảo vệ đất nước trước rủi ro gián đoạn. Ông Joseph cũng ban bố tình trạng bị bao vây tại Haiti. Đại sứ Haiti tại Mỹ, ông Bokis Edmond, nói trong cuộc họp báo ngày 7 tháng 7 rằng các thủ phạm vụ ám sát là người nước ngoài và nói tiếng Tây Ban Nha khi tổ chức vụ tấn công. Ông nhấn mạnh những kẻ sát hại Tổng thống Moïse là nhóm đột kích, sát thủ, những kẻ chuyên nghiệp được đào tạo bài bản. Ông Edmond cho hay chính phủ Haiti đã chính thức đề nghị Mỹ hỗ trợ điều tra. Nhóm sát thủ tự xưng là đặc vụ của lực lượng chống ma túy DEA Mỹ, song đại sứ Haiti khẳng định bọn chúng là giả DEA và là sát thủ chuyên nghiệp. Báo Port-au-Prince Haiti và đài CNN Mỹ dẫn lời lãnh đạo cảnh sát Haiti cho biết cảnh sát đã giao tranh cùng những kẻ bị tình nghi là hung thủ sát hại Tổng thống. Hiện đã có 4 lính đánh thuê bị bắn hạ và 2 đối tượng bị bắt giữ. Trước đó, nguồn tin của chính phủ Haiti xác nhận Tổng thống đương nhiệm của nước này, ông Jovenel Moïse, bị ám sát lúc rạng sáng ngày 7 tháng 7 giờ địa phương. Cụ thể, theo thông tin của Thủ tướng lâm thời Haiti Claude Joseph, Tổng thống Moïse, 53 tuổi, đã bị một nhóm những kẻ tấn công chưa xác định ám sát tại nhà riêng ở thủ đô Port-au-Prince vào lúc 1 giờ sáng ngày 7 tháng 7 giờ địa phương. Vụ ám sát Tổng thống Moïse sẽ khiến Haiti rơi vào tình trạng hỗn loạn hơn nữa, khi nước này vốn đã khủng hoảng chính trị sâu sắc.